Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay Lưỡi Cừa nhà em lại tiếp tục về hàng đây nhá. Em quay video đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì inbox trực tiếp hoặc là gọi điện nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại đây ạ. Shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc. Mọi người mua hàng được kiểm tra trước khi thanh toán nhá. Đây. Một thùng nguyên của nó sẽ có một thùng như này. Hàng mới, hàng bãi chưa dùng nhá. Một thùng của nó như này sẽ có 50 chiếc. Đây là lưỡi cưa 21 nhá. Lưỡi cưa đường kính 210. Cái loại này đây ạ. Tất cả hợp kim là đây, mới tinh nhá, hợp kim nguyên này. Cái này của nó là đường kính 210 nhá. Lỗ trục thì nó có 3 loại, một là lỗ trục 16 này. Cái em đang cầm đây là lỗ trục 25, còn một loại là lỗ trục 30 nữa. Đấy, mọi người là máy của mình là hợp với cái lỗ trục nào thì mọi người đặt cái lỗ trục đấy nhá. Còn đâu đường kính và thông số nó như nhau này. Đường kính là 210. Hợp kim của nó là 2 ly nhá, hợp kim 2 ly. Và cái lưỡi cưa này nó có 20 răng, hàng lưỡi bãi Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Loại này thì giá là 100.000 một chiếc, giá lẻ là 100.000 một chiếc nhá. Em có giao xỉ từ một hộp như này nhá. Một hộp này thì là 50 chiếc. Đấy, bác nào muốn mua xỉ thì inbox trực tiếp cho em. Tùy theo số lượng thì nó sẽ có giá cả hợp lý cho mọi người về bán lại nhá. Hoặc là bác nào mà mình làm thợ ấy, có thể mua về để dùng dần cũng được. Còn nếu bác nào mà muốn mua để trải nghiệm thử ấy, rồi đặt hàng ấy, thì mình mua thử một chiếc thôi. Mua được một chiếc trước để về mình sử dụng thử. Ok thì mình sẽ đặt tiếp nhá. Còn bác nào đã mua và sử dụng rồi, cảm thấy ok rồi thì mình hôm nay mình đặt hàng tiếp nhá. Loại này thì có 3 lỗ trục nhá. Lẻ là 100.000 một chiếc. Một chiếc bên em cũng có ship hàng. Giá 100.000 là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship nhá. Khách mua vui lòng tự trả ship giúp em. Đây, còn cái loại này. Loại này thì đường kính của nó là đường kính 250. Lỗ trục của loại này thì nó chỉ có lỗ trục 16 thôi. Hợp kim của cái này thì là 2 ly rưỡi. Đây, tất cả hợp kim còn nguyên nha, không có bể vỡ. Cái này thì nó cũng là lưới mới luôn nha, chưa qua sử dụng. Cái này có 36 răng. Em nhắc lại nhá, cái này chỉ có lỗ trục 16 thôi, không có lỗ trục 25 hay 30 đâu. Chỉ có lưỡi cưa 210 mới có 3 loại lỗ trục thôi nhá. Đấy, mọi người mua hàng thì khi nhận hàng vui lòng là mở hàng ra để kiểm tra giúp em, xem là hợp kim nó có bị mẻ hay là vỡ gì không nhá. Xem là đếm lưỡi cưa xem có thiếu hàng hay đủ hàng thì alo trực tiếp để báo em nhá. Đấy, bao đổi trả cho mọi người ạ. Hôm nay hiện tại trên video của em thì nó chỉ có 2 loại thôi. Đây, loại này là loại đường kính 210 và lỗ trục 30 này. Đó, lỗ trục 30 đây nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì alo. Bác nào mà bán cửa hàng ấy, mình có thể nhập về bán lại. Em giao xỉ từ một thùng. Giá xỉ rất là ok. Còn giá lẻ cũng rất là ok rồi, có 100.000 một cái thôi. Mọi người có thể mua về để trải nghiệm dùng thử. Rồi bác nào có nhu cầu mua thì nhắn tin gọi điện nhé. Số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo ạ.